Bạn đang định mua đài radio nội địa Nhật Sansui SCAB2 nhưng đang băn khoăn liệu nó có tốt không hay thông số kỹ thuật của nó thế nào? Trước kia khi quyết định mua em này mình cũng như bạn vậy, lo lắng nó có được như ý mình mong muốn không hay sợ mua phải hàng đều, nhưng rồi mình vẫn quyết định mua chiếc đài cassette Sansui SCAB2 này. Mình đã mua và dùng thử một thời gian cùng xem nó có tốt như quảng cáo không nhé. Đài radio cassette là gì? Đài radio cassette hay còn được gọi là máy radio, máy cassette là thiết bị giải trí điện tử được sử dụng để bắt sóng các kênh phát thanh FM, AM. Một số đài còn có khả năng đọc dữ liệu âm thanh đầu vào như đĩa CD, USB, rách cắm nghe nhạc theo kích thước. Đài radio cassette có 3 loại, đài radio cassette cầm tay, đài radio cassette để bàn cỡ lớn và đài radio cassette mini bỏ túi. Dấu lớn dấu lớn top 20 mẫu vòng tay SMS Click lắc đẳng cấp sang trọng quý phái 2021 mã SPB076F2MK8M, đài cassette Sansui SCAB2, thông tin sản phẩm Sansui SCAB2 có thể tái tạo MP3 và kết nối Bluetooth của thẻ SD, bộ nhớ USB có thể ghi lại nguồn âm thanh được kết nối với radio USB, SD, MP3, Bluetooth, nguồn điện pin khô AC100V 50/60Hz hoặc loại khô X4 được bán riêng, thời gian sử dụng liên tục tiếp nhận radio, khoảng 90 giờ, phát lại băng cassette, khoảng 50 giờ, phát lại USB, SDMP3, công suất tiêu thụ, 10W, đang hoạt động, 1.6W, ở chế độ chờ, công suất định mức, 0.8W, 0.8W, tần số thu, 76.0 đến 108.0 MHz FM, 530 đến 1629 kHz AM, đài cassette Sansui SCAB2 có gì đáng mua, đài cassette Bluetooth Sansui SCAB2 sở hữu thiết kế hiện đại, bắt mắt, thiết kế gọn. Có tay cầm mang đến nhiều thuận tiện, dễ dàng bố trí trên bàn làm việc hay mang theo trong những chuyến đi công tác, du lịch bắt được sóng AM FM cả ngày, đài cassette CD Panasonic sẽ đáp ứng tối đa sở thích của bạn với khả năng bắt sóng FM lẫn AM, đài cassette Bluetooth Sansui SCAB2 sử dụng phương pháp dò sóng bằng tay với anten nổi cho khả năng bắt được sóng FM và AM anten được đặt nằm bên ngoài có thể rút gọn, giúp bạn dò sóng nhanh chóng, phát nhạc trực tiếp từ USB, SD, đài cassette Bluetooth Sansui SCAB2 có khả năng phát nhạc trực tiếp từ USB, SD mà không cần phải qua một thiết bị đọc trung gian nào. Bạn chỉ cần tải những bản nhạc yêu thích với định dạng hỗ trợ trên thiết bị là có thể nghe nhạc nhanh chóng, kết nối Bluetooth hiện đại. Đây là một chiếc đài cassette công nghệ hiện đại hỗ trợ kết nối Bluetooth qua giao thức một chạm NFC. Đài cassette Sansui SCAB2 có đầu cắm USB và thẻ nhớ SD, vẫn có chức năng chơi đĩa CD bên cạnh nghe đài FM băng tần rộng, âm thanh sống động, khả năng chơi nhạc cũng tốt hơn với hai loa toàn giải đường kính lớn, công suất định mức 0.8W2 kênh stereo. Đài cassette thể hiện tốt các giai điệu nhẹ nhàng như pop, chữ tình. Công nghệ âm bass tiên tiến giúp loa chơi khá tốt các bài nhạc có giai điệu sôi động trong một không gian vừa phải, đài được nâng cấp khả năng tìm kiếm và phát lặp lại AB, điều chỉnh tốc độ phát lại. Các tiêu chí khi chọn mua đài cassette phù hợp quan tâm đến những máy có kiểu dáng thiết kế gọn nhẹ, quan tâm đến tuổi thọ của máy, dễ thao tác, dễ sử dụng. Khả năng bắt sóng nhanh, chất lượng âm thanh tốt, tích hợp nhiều tính năng tiện ích nên mua ở địa chỉ uy tín, xuất xứ thương hiệu rõ ràng. Vậy mua đài cassette Sansui SCAB2 ở đâu chính hãng chuẩn Nhật? Shop Nhật Việt chuyên cung cấp dịch vụ mua hộ order đài cassette Sansui SCAB2 giá tốt chuẩn Nhật chính hãng, uy tín 100%. Liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và mua hàng nhanh chóng với chất lượng phục vụ tốt nhất. Hơn 10 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực, Shop Nhật Việt nhận được sự tin tưởng của hàng ngàn đối tác thông qua việc nhận đặt hàng và mua hộ thành công tất cả các mặt hàng đến từ Nhật tiết kiệm, nhanh chóng và an toàn.